Mình sử dụng sáp 600 để mài hết lớp sơn cũ. Và mình dùng lọ sơn xịt hồng để sơn lớp đầu tiên nhé. Để sơn lên màu đẹp hơn, mình sẽ sơn thêm một lớp nữa. Mình sử dụng sơn ATM 299 màu hồng nhé. Tiếp theo mình sử dụng băng dính giấy để tạo họa tiết cho sản phẩm của mình. Tiếp mình sẽ sử dụng sơn Indu mã số Y210 màu đen. Thank you.
Giờ mình sẽ sử dụng sơn A10 ATM để sơn bóng. Mình sẽ sơn thêm một lớp sơn bóng nữa để cho tạo thêm màu đẹp hơn và độ bền cao hơn.